Ok, xin chào anh em nhá. Thì để đáp lại cái sự mong mỏi của các anh em từ bấy lâu nay, rất là lâu rồi. Thì hôm nay mình xin tiếp tục cái series là giải thích những cái phân khúc máy ảnh của từng hãng. Đặc biệt ngày hôm nay thì mình xin nhường sóng cho hãng máy ảnh Sony. Thứ nhất thì hãng máy ảnh Sony là thời gian đây đã có rất nhiều anh em quan tâm, rất nhiều anh em có thể đã hoặc đang sử dụng máy ảnh của Sony này. Có anh em đang có ý định là tìm hiểu các dòng máy Sony. Thế nhưng mà chúng ta đang không biết là các dòng máy Sony mà chúng ta đang quan tâm đến nó đang đứng ở đâu trong cái bảng phong thần gọi là cây phá hệ của hãng Sony, để biết được rằng là dòng máy đấy nó phụ nhu cầu như nào, mục đích như nào, có phục vụ tốt cho cái nhu cầu mình hay không. Và thứ hai thì theo những cái quan sát của mình cũng thấy thì thực sự là hãng Sony là một hãng họ cho ra mắt rất nhiều các dòng máy, các mạng máy khác nhau. Nhiều khi mà kể cả những người cũng gọi là có kinh nghiệm sử dụng máy ảnh rồi mà nhiều khi còn bị nhầm. Thế nên ngày hôm nay thì mình xin gọi gửi đến anh em một cái video giải thích đơn giản ngắn gọn các cái phân khúc máy ảnh Sony để cho các anh em hiểu nhá. Ví dụ chúng ta đang tìm hiểu về các dòng máy A6000, chúng ta đang tìm hiểu các dòng máy A7, chúng ta không biết là con máy này con máy kia thì nó so sánh với nhau như thế nào, thì mình xin mong rằng là cái video này giúp được phần nào, giúp cho anh em có được cái góc nhìn nó cụ thể, nó tổng quát về các cái phân khúc máy ảnh Sony nhất có thể nhá. Thì cũng giống với những cái video trước đây ở trên kênh thôi, trước đây mình đã từng nói về các dòng máy của Canon, Nikon, Fujifilm, thì Sony thì cũng sẽ có những cái phân khúc nhỏ nó được chia ra tùy theo cái kích thước cảm biến. Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra có 3 hạng mục chính này. Thì trước khi mình vào cụ thể thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa anh em nhé. Thì trong video này thì mình chỉ đề cập đến những cái dòng máy nó gọi là, thứ nhất là mirrorless, và thứ hai là những dòng máy đang phổ thông phổ biến trên thị trường. Còn ví dụ như là anh em có thể là đang dùng cái dòng máy DSLR của Sony chẳng hạn thì mình xin là không đề cập trong video này, bởi vì là Sony họ có rất nhiều các dòng máy, và nếu như mà trong cái thời lượng của video này thì chắc chắn là không thể nói hết được. Trong các cái dòng máy Sony thì hiện tại bây giờ phổ biến nhất là có 3 cái dòng máy khác nhau. Đó là các dòng máy, đầu tiên các dòng máy compact này. Compact hay còn gọi các dòng máy nhỏ gọn ấy, các dòng máy len liền, và tiếp theo thì là các dòng máy mang cảm biến APS-C hay còn gọi là cảm biến crop đấy, và cuối cùng là các dòng máy mang cảm biến full frame. Thì đấy nhá, thì đây là 3 cái hạng mục lớn của các dòng máy Sony khi chúng ta chia ra. Thì trong các hạng mục lớn này thì nó sẽ có những cái hạng mục nhỏ nhỏ hơn một chút. Đầu tiên mình xin đi vào chi tiết là cái dòng máy đầu tiên là các dòng máy APS-C trước nhá, bởi vì nhiều anh em thường là khi mà làm quen với máy Sony thường hay bắt đầu với cái dòng máy APS-C đầu trước tiên. Ok, anh em thông cảm những quả giấy này, hôm nay sáng nay có đứa nó không ăn sáng, nó đói quá nó gặm tạm nên là nhìn hơi nhăm nhở tí. APS-C nhá, hay còn gọi là crop. Thì trong cái các dòng máy mang cảm biến crop của Sony ấy, thì chúng ta sẽ chia ra là có 3 hạng mục chính. Đầu tiên là các dòng entry level, hay còn gọi là máy cho người nhập môn đấy. Những cái dòng máy này thì nhìn chung thì trước đây trong các video các hãng trước đây thì mình cũng đã giải thích qua cho anh em hiểu rồi, là thường là những dòng máy nó rẻ, nó dễ dùng, tính năng cơ bản để cho những cái người dùng phổ thông, những người dùng mới chơi dễ tiếp cận với cái hệ sinh thái của máy Sony. Thì trong cái dòng entry level này thì nổi bật lên nhất là các dòng máy thuộc cái series Next. Cái series Next này thì mình xin giới thiệu qua, có thể bây giờ anh em nghe đến cái tên Next này thì nó không còn nhiều nữa, nhưng mà khoảng tầm 5 năm đổ về trước ấy thì các cái dòng máy trong series Next này nó cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Thì trong cái series Next này thì nổi bật là nó sẽ có 3 dòng máy chính, đó là series Next 3, Next 5 và Next 6. Thì khác biệt giữa 3 cái dòng nhỏ này thì nó cũng không phải là nhiều, thì mình không xin không đi vào chi tiết quá nhá. Và thậm chí là trong từng cái series nhỏ này nó còn chia ra rất nhiều những cái máy, những cái biến thể nó còn nhỏ lẻ nữa cơ. Ví dụ như là trong cái series Next 3 này, nó có những con kiểu Next C3 này, Next F3 này, xong rồi trong series Next 5 thì lại có series C5 này, F5 này. Đấy, tức là nó có rất nhiều những cái biến thể nhỏ nhỏ hơn, nó khác biệt với nhau là một tí, kiểu nó không quá là khác biệt nhiều ấy. Nên mình xin gộp chung lại là trong cái dòng máy Next này thì nó sẽ có 3 dòng máy chính, đó là 3, 5 và 6 nhá.
thì những con máy này thì có thể anh em có thể tìm được trên thị trường với giá thành rất là rẻ. Công nghệ thì cũng không có nhiều, bởi vì thường những con máy NEC trong series này thì như mình nói rồi, đây là những con máy nó thuộc cái thế hệ hơi cũ của Sony. Và bây giờ thì sau khi họ nhận thấy rằng cái việc đặt tên nó hơi lằng nhằng, khiến cho khách hàng, cho người dùng họ bị kiểu bị hơi bị lú lẫn ấy, nên là họ đã quyết định là thay đổi hoàn toàn cái tên gọi của cái series này. Thì họ quyết định là vào năm 2014 họ có một sự cải tổ với tên gọi của cái series máy APS-C entry level này. Họ đổi tên NEC sang một cái tên khác, đó là A6000. Đó, A6000 thì là một cái dòng máy mà chắc anh em cũng đã rất là quen thuộc đúng không ạ? A6000 là một con máy điển hình của Sony trong cái series entry level này. Nó là một con máy, thứ nhất là nó là một con máy mirrorless mang cảm biến APS-C, và thứ hai nó là một con máy mà có những cái tính năng tương đối là cơ bản, công nghệ tương đối là cơ bản của Sony nhá. Thì con A6000 này thì thời điểm bây giờ, thậm chí năm 2024 hay là kể cả sau này nữa ấy, thì vẫn được đánh giá là một con máy giá rẻ với cái chất lượng rất tốt của Sony. Mà bất cứ những ai mà nếu, thứ nhất chúng ta là người đang muốn làm quen với nhiếp ảnh, và thứ hai là chúng ta muốn làm quen với cái hệ sinh thái của Sony, thì đều là chúng ta nên bắt đầu với con A6000 này, bởi vì giá nó rất rẻ. Nhưng mà công nghệ của nó thì không hề có gì nó gọi là bị lỗi thời, bị lạc hậu gì cả. Nó vẫn là con máy nó mang cảm biến APS-C với độ phân giải 24 chấm này. Nó vẫn có hệ thống LED cực kỳ tốt, kể cả thời điểm 2024 này. Nó vẫn có khả năng là quay Full HD lên đến 60 cùng trên giây này, vân vân mây. Nói chung là cái giao diện và những cái công nghệ, công năng mà con máy này nó sở hữu đều rất là ok rồi nhá. Nó duy chỉ có đúng một cái hơi thiếu sót là nó không có cái rắc cắm mic ngoài. Thì với ai mà có nhu cầu chúng ta muốn sử dụng con máy này cho mục đích quay video nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp ấy, thì cái này là cái hơi thiếu sót. Thì sau đấy thì Sony cũng có một cái bản nâng cấp nhẹ nhẹ, đó là con A6001. Con máy này thì nếu như bây giờ anh em mà muốn tìm thì nó hơi khó, bởi vì con máy này nó bị kiểu như ngừng sản xuất, nó hơi bị vội một tí. Nhưng mà con A6001 này thì nó được coi là một cái bản cấp nâng cấp nhẹ nhẹ so với con A6000. Và cá nhân trước đây mình cũng từng một thời gian mình trải nghiệm con A6001 này rồi, và mình đánh giá đây là một con rất tốt nhá, cực kỳ tốt luôn. Nó có một số nâng cấp như kiểu như là từ con A6000 lên thì nó có thêm màn hình cảm ứng này, nó có thêm cái jack cắm mic này, nó cũng có thêm một vài những cái tính năng hỗ trợ việc quay video rất là tốt luôn nhá. Một con A6001 này thì bây giờ anh em mà có may mắn tìm được trên thị trường thì mình cũng nghĩ là nên hốt luôn, bởi vì con máy này nó cũng thuộc là vào cái dạng là hàng hiếm độc lạ ấy nhá. Thì rất tiếc là đến cái series A6001 này thì hiện thời hiện tại năm 2024 ấy, thì là Sony hiện họ không có cái bản nâng cấp tiếp theo. Không biết là bởi vì họ đang muốn khai tử cái series này để tập trung cho những cái series máy khác cùng cái dòng máy APS-C này như nào thì không biết. Nhưng mà đấy, hiện tại thời điểm làm video này là năm 2024 nhá, thì đang cái series entry level này là đang dừng lại ở con A6001 nhá. Tiếp theo thì sẽ đến với cả cái phân khúc nó gọi là semi. Thì sang cái series semi này ấy, thì những con máy nó sẽ có những cái nâng cấp về hiệu năng này, nó sẽ có những con máy nó có cái tính nó chuyên biệt hóa, nó cao hơn so với những con máy thuộc cái entry level. Thì khởi đầu cho cái series semi này thì nó sẽ là con NEC 7. NEC 7 này thì về cái ngoại hình bên ngoài thì nó không có khác biệt quá nhiều so với những con kiểu nhờ NEC 5, NEC 6 hay là con A6000 đâu nhá. Nhưng mà có một cái điểm mà nổi bật nhất, đó là cái hiệu năng của con NEC 7 này thời điểm ra mắt thì nó vượt trội hoàn toàn so với những con cùng thời kỳ như ở con NEC 6, con NEC 5. Và chính vì cái việc mà một con máy nó có cái thiết kế tương đối nhỏ gọn này, mirrorless này, mà lại còn có cái hiệu năng rất là hiện đại, rất là cao cấp như vậy ấy, thì hãng Sony họ cũng đã quyết định là theo chân cái dòng NEC phân khúc entry level gọn để nâng cấp tiếp. Thì con NEC 7 này nó chính là cái tiền thân của những con như kiểu là con A6003 và sau này là những con kiểu A6004. Thì những con thuộc cái series semi này thì nó là những con máy mà nó sẽ có phần cao cấp hơn so với những con thuộc cái series entry level. Đặc biệt là nếu anh em nào đã từng trải nghiệm qua con A6003 hay là con A6004 sẽ thấy này, là nó sẽ nổi bật nhất là cái hiệu năng quay của nó. Những con thuộc cái series này nó nổi bật hoàn toàn. Đầu tiên là khả năng quay 4K này, so sánh với con máy cùng thời là con A6000 chỉ quay được Full HD, hay là con A6004 thì nó cũng có khả năng quay 4K, đặc biệt là hệ thống lấy nét của nó tốt hơn rất nhiều so với con A6001 nhá. Cái này anh em nào đã từng trải nghiệm rồi thì sẽ thấy. Thì con A6004 hiện tại bây giờ cá nhân mình hay là cả bản Tân quay video ở Anh Quân Nội thì đều đang sử dụng con A6004 này rất là nhiều. Thì anh em nào mà
Có thể thời điểm này chúng ta đang tìm cái option quay video nghiệp dư hay là chuyên nghiệp, giá rẻ, hiệu quả cao, thì có thể mình tham khảo con máy này. Hiện tại vẫn là một con máy quay video rất tốt nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến một cái dòng máy cũng thuộc cái phân khúc APS-C này. Thì đó là cái dòng máy premium, cao cấp. Thì cái dòng premium này thì nó cũng có thể được coi là cái thủy tổ của nó được khai sinh ra cũng từ con NEC 7 này mà ra. Nhưng mà những con máy này thì nó sẽ được thừa hưởng những cái công nghệ cao cấp nhất của Sony tại thời điểm ra mắt. Khởi điểm từ con này nó chính là con A6500. A6500 nó không chỉ là một con máy quay 4K tốt mà còn có thêm công nghệ chống rung. Đấy là một số những công nghệ mà thời điểm mà nó ra mắt cùng thời với con A6003 ấy thì vượt trội hoàn toàn nhé. Và tiếp theo thì nó sẽ đến con A6006, một con máy mang cảm biến APS-C đến từ nhà Sony mà với hiệu năng rất là bá đạo luôn, lại còn có thời lượng pin cực kỳ trâu bò. Và gần đây nhất thì nó mới xuất hiện một con máy, đó là con A6007, mới ra mắt cách đây cũng mấy tháng rồi, hình như một năm gì đấy thôi, nhưng mà đây là một con máy cũng cực kỳ tốt rồi nhá. Thì đến bây giờ đây là con máy mang cảm biến APS-C tốt nhất của Sony tại điểm năm 2024. Sau này liệu cái series này thì có nâng cấp, có cải tiến, có gì đấy nữa không thì mình không rõ. Mà hiện tại bây giờ nếu anh em nào mà thích sự nhỏ gọn, thích cảm biến crop APS-C, muốn một con máy mà vừa chụp tốt, vừa quay tốt, công nghệ hiện đại thì đừng bỏ qua A6007 nhá, đến từ nhà Sony. Thì đến cái hết cái series premium này thì mình có nói là kết thúc, nhưng thực ra không phải đâu nhá. Thật ra thì nhìn qua đây thôi thì sẽ có một vài cái tên mà anh em có thể sẽ rất là thấy phổ biến thời gian gần đây, nhưng mà không biết là ở trên cái bảng giá phả này thì nó nằm ở đâu. Ví dụ như là con ZV10 thì nó nằm ở đâu. Thì lát nữa mình sẽ giải thích cho anh em biết nhá. ZV10 này, ZV1 này, các thứ nó nằm ở đâu. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cả các dòng máy full frame của Sony. Full frame. Sony full frame. Các cái dòng máy của Sony thì họ phân nhánh rất nhiều, đặc biệt là các dòng máy của cái cảm biến full frame này. Đầu tiên chúng ta sẽ có những con thuộc cái phân khúc gọi là semi pro, bán chuyên. Thì trong cái phân khúc semi này thì nổi bật đến là những dòng thuộc series A7. A7 thì khởi đầu là con A7 này, và tiếp theo là những cái series tiếp theo là A72, A73, và gần đây là nhất là con A74. A7 Mark 2, A7 Mark 3, A7 Mark 4 đấy. Thì những con thuộc cái series A7 này thì nó nổi bật với việc là nó là những con máy mang cả full frame này, nó mang cái công nghệ nó khá là cân đối tại thời điểm ra mắt. Ví dụ như là con A73 thì nó có một cái hiệu năng nó rất tốt này, nó cân đối giữa cả việc chuột việc quay, nó không thực sự là quá xuất sắc ở điểm nào, nhưng mà nó là một con máy toàn năng, đa dụng, đa nhiệm. Và đây chính là cái điểm mạnh và là cái sự hấp dẫn của cái series A7 này, bởi vì gần như là với nhu cầu thông thường của người dùng bất kỳ nào ở Việt Nam hay là kể cả nước nào trên thế giới thì chỉ cần một con thuộc series A7 này là đã phục vụ được rất tốt rồi, thậm chí là còn hơn thế nữa. Ví dụ như là chúng ta là những người chúng ta cần một con máy để chủ gia đình thì một con A7 này cũng rất ok này. Thậm chí chúng ta muốn một con máy này để phục vụ cho nhu cầu làm nghề dịch vụ, làm chuyên nghiệp thì những con máy thuộc series A7 này cũng cực kỳ bá đạo luôn, gần như là không có gì để chê cả. Và đặc biệt là so với những cái dòng máy khác thuộc những cái phân khúc khác trong cái dòng full frame này thì giá thành của cái con máy thuộc cái series A7 này là hiện tại là hấp dẫn nhất nhá. Gần đây thì cũng có một cái dòng máy nữa cũng đẻ ra từ cái phân khúc semi này, đó là những con máy A7C. A7C thì chữ C nó là viết tắt của từ compact, tức là lõi thì là gần giống với những con A7 nhưng mà lại ở trong một cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Gần đây thì có con A7C, A7C2 và A7CR. Đó, nếu như chúng ta muốn một cái thân máy nhỏ gọn nhưng vẫn mang một cái lõi công nghệ hiện đại, hiệu năng cao thì chúng ta có thể tìm kiếm những con thuộc series A7C. Đây là những con máy mà cũng được rất nhiều người yêu thích nhá. Duy chỉ có một cái không
không phải gọi là những điểm yếu điểm gì so với các dòng máy thuộc series A7, thì nó sẽ thứ nhất là để mà đánh đổi cái việc thiết kế nhỏ gọn này, thì thường là những con thuộc series A7C này nó sẽ mang cái ống ngắm EVF nó có chất lượng hơi kém một tí. Và thứ hai thì thường những con máy này nó sẽ chỉ trang bị có đúng là một khe cắm thẻ thôi. Trái lại với những con thuộc series A7 thì thường sẽ có hai khe cắm thẻ để sơ cua. Đấy, nói chung là nó tùy vào cái nhu cầu của mỗi người thôi, chứ còn không đúng không sai nhá. Nhu cầu của ai thuộc cái mong muốn như thế nào thì sẽ có con máy nó phù hợp với nhu cầu của họ trong các cái hệ sinh thái của Sony. Tiếp theo chúng ta sẽ đến các dòng máy nói là gì nhỉ? Gọi là dòng máy Pro đi. Không phải là bởi vì những con máy này nó Pro hơn những con máy này hay như nào nhá, mà thực ra là trong cái phân khúc này thì những con máy này nó sẽ chuyên biệt hơn so với những con thuộc series A7. Ví dụ những con A7 thì thường nó sẽ là nó nửa quay nửa chụp, còn trong cái phân khúc này thì nó sẽ là chỉ có dòng máy chuyên chụp hoặc dòng máy chuyên quay. Thì nó sẽ chia ra hai dòng chính, đó là con A7S và con A7R. Thì thời điểm mà bộ ba A7, A7S, A7R này được sinh ra ấy, thì Sony họ có giải thích như sau này. Cái chữ A7 thì nó là một cái con máy gọi là baseline, con máy cơ bản, một cái con máy mà đáp ứng được nhiều nhu cầu của mọi người, nhiều những nhóm người sử dụng khác nhau. A7S thì chữ S nó viết tắt của từ sensitive, tức là một con máy cũng có cái nền tảng từ con A7 nhưng mà nó sẽ mang cái cảm biến nó có độ nhạy sáng tốt hơn. Thì cái series A7S này thì thời điểm nó ra mắt ấy, ban đầu là Sony họ sinh ra cái dòng máy này để dành cho những người có nhu cầu muốn quay chụp trong điều kiện thiếu sáng mà muốn có chất lượng nó tốt, video và ảnh nó tốt. Nhưng mà trong cái quá trình mà người sử dụng, người ta dùng cái con máy này, họ nhận thấy ấy, là cái dòng A7S này ấy, nó lại đặc biệt phục vụ rất tốt trong cái nhu cầu quay video và để gọi là tiếp nhận được những cái phản hồi của người dùng, thì hãng Sony họ quyết định là phát triển những cái thế hệ sau của series A7S này là theo chiều hướng là chuyên quay video nhiều hơn. Thì nó sẽ có một con kiểu A7S2 này, A7S3. Những con thuộc series A7S này thì đã từ lâu được rất nhiều người đánh giá cao về khả năng quay video của nó. Có rất nhiều những người, thậm chí là những người làm phim Hollywood đấy nhá, làm phim chất lượng cao, là có rất nhiều những bộ phim được chiếu lên trên Netflix này, xong rồi Disney Plus này, xong thậm chí là kể cả là phim Hollywood, phim bom tấn, rất nhiều những bộ phim là đã được quay góp hình bằng những con kiểu A7S2 là S3 rồi. Tương đương thì các dòng máy A7R thì chữ R viết tắt của Resolution, tức là những con máy này nó có độ phân giải rất cao. Những con máy này là để sẽ sinh ra để phục vụ cho nhu cầu là dành cho những người chuyên chụp những bức ảnh có độ phân giải cao, để có thể in ấn cỡ khổ lớn này, để phục vụ cho nhu cầu là chụp ảnh nghiên cứu này, vân vân mây mây, hoặc là những người cần bức ảnh phải thật là nét để thỏa mãn cái đam mê của họ, thì dòng A7R này là một cái dòng máy được Sony họ thiết kế ra để chuyên cho những cái nhu cầu đấy. Thì nó cũng sẽ có rất nhiều A7R2, R3, R4 và gần đây nhất là R5. Đấy, thì nói chung là tóm gọn lại nhu cầu chúng ta đa năng, chọn con A7. Muốn một con máy nhỏ gọn mang kiểu full frame, chọn A7C. Muốn một con máy quay video tốt, chọn A7S. Muốn một con máy chụp ảnh nét, chọn A7R. Và tiếp theo chúng ta sẽ có đến một cái dòng gọi là dòng Super Pro đi, siêu chuyên nghiệp. Những con máy đỉnh cao nhất của Sony hội tụ trong cái phân khúc này. Thì trong cái phân khúc này nó chia ra làm hai dòng máy nhỏ hơn, A9 và A1. Nói về con A9 trước nhá. A9 thì là một cái dòng máy mà thời điểm ra mắt nó là một con máy thuộc gọi là, nó gọi gì nhỉ, đầu tiên của Sony mà mang cái cảm biến stack sensor, cảm biến chồng. Thì cái cảm biến chồng này thì giải thích nôm na như này, tức là gọi là những cái cảm biến của Sony họ làm thì thường là cái lưới bán dẫn họ chồng lên nhau để gia tăng cái, thứ nhất là cái hiệu năng lấy nét này, và thứ hai là hiệu năng xử lý hình ảnh. Nó sinh ra một cái series máy mà cái tốc độ lấy nét, tốc độ chụp liên tiếp và tốc độ xử lý hình ảnh cực kỳ bá đạo, đánh bật những cái đối thủ tại thời điểm ra mắt là năm 2017, 2018 gì đấy. Thế nên cái dòng A9 này thời điểm đấy là được rất nhiều những cái người chụp ảnh báo chí này, chụp ảnh thể thao này, chụp ảnh bắt những cái mục tiêu di chuyển nhanh như kiểu chim chóc, động vật, máy bay, xe đua, xe cỗ kiểu, họ
yêu thích dòng này vô cùng luôn. Dòng A9 này thì cũng rất thành công. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thấy cảm thấy là hơi ít người dùng con A9 này, không hiểu vì sao. Mà mình khảo giá qua thấy con A9 này bây giờ giá rất là tốt nhá. Nên là anh em nào chúng ta muốn trải nghiệm một con máy Super Pro của Sony thì có thể tìm con A9 này nếu như chúng ta có cơ hội và có tài chính nhá. Thì A9 thì nó cũng sẽ có những cái biến thể là A92 và gần đây là A93. Con máy gần đây mới ra mắt nhất của Sony là con A93 trong cái series Super Pro này. Và cuối cùng là con A1. Đây gọi là con máy đỉnh cao, đức vua trên ngai vàng của Sony tại thời điểm ra mắt. Nó là con máy như thế nào? Chúng ta cứ hiểu đơn giản như này. Nó là một con A9 nhưng mang cảm biến của một con A7R. Nó vừa có cái hiệu năng cực kỳ bá đạo, lấy nét, chụp liên tiếp, lại vừa có cái độ phân giải rất là khủng khiếp. Ảnh toàn là con đây là bao nhiêu nhỉ, 50 megapixel. Đấy, anh em hiểu nó như nào. Lại còn có được cái hiệu năng quay video cực kỳ tốt của dòng A7S. Tất cả nằm trong một thân máy với giá gần 200 triệu. Đấy, đây chính là con A1. Thì anh em nào mà chúng ta có điều kiện tài chính nhá, chúng ta muốn một con máy đỉnh cao nhất mà chỉ cần chúng ta sở hữu con máy này, không phải lo cái gì nữa, không phải đắn đo là có đủ tốt cái chưa, có là mình đã có được con máy tốt nhất của Sony hay chưa, thì chúng ta chọn con A1 nhá. Đây là con máy thì bây giờ là đỉnh cao nhất, nó là đức vua hoàng đế của Sony. Ok, thì đấy là mình vừa tóm gọn cái series full frame của Sony. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến các cái dòng máy compact. Compact, các dòng máy nhỏ gọn liền ống kính của Sony. Thì trong cái series compact này thì thực ra cũng có khá nhiều các dòng máy nhỏ nhỏ trong cái series này, nhưng mà mình chỉ muốn đề cập đến đó là các dòng RX100. Đầu tiên chúng ta nói về những con RX100 này. Đây là những con máy thuộc cái series compact của Sony, mang cảm biến 1 inch, tương đối nhỏ, nó sẽ nhỏ khoảng bằng một nửa so với cảm biến APS-C. Cái thứ hai thì các dòng máy thuộc series RX100 này ấy, thì nó sẽ thường được tích hợp với một cái len liền zoom ra zoom vào, zoom tele được. Nó có cái tiêu cự quy đổi là khoảng tầm 24-70 trên khổ full frame. Thế nên những con thuộc series RX100 này thì nó sẽ được cái rất nhỏ gọn này, nó có một cái con ống kính tích hợp khá là đa dụng này. Những con máy này thì cũng được nhiều người đánh giá cao về những cái công nghệ đi kèm và cái độ tiện dụng của nó. Nên gần đây có rất nhiều người lựa chọn những dòng máy thuộc series RX100 này phụ cho nhu cầu quay vlog, quay video. Nhưng mà máy này thì cái hiệu năng quay video tương đối tốt luôn nhá. Nên là nếu như chúng ta cần tìm cái máy nhỏ gọn và có phục vụ tốt cho cả quay và chụp thì tham khảo những dòng máy thuộc series RX100 này. Thì nó sẽ có những con thuộc cái thế hệ thứ nhất là con Mark 1 này cho đến con gần đây nhất là con Mark 7. Ok, Mark 7. Thì trong cái quá trình mà Sony họ bán con RX100 này cho người dùng ấy, họ nhận thấy rằng ấy là càng ngày cái nhu cầu của người dùng là họ thường là đề cao cái tính năng quay video hơn. Thế nên thì vào năm 2020 thì Sony họ quyết định họ làm ra một con máy gọi là lược bớt đi những cái phần không cần thiết, chỉ tập trung vào cái việc là hỗ trợ cho người dùng cái việc là quay vlog thật là tốt. Đó chính là con ZV1. Bút này hết rồi, đổi ra bút khác. ZV1. Đấy, có thể coi nó là một con RX100 Mark 7, nhưng đã lược bỏ đi khá nhiều thứ. Thứ nhất là đã lược bỏ đi ống ngắm IVF và không cần thiết này. Thứ hai là đã lược bỏ đi cái flash này, tập trung vào cái việc là mic thu âm, màn hình xoay lật để có thể chúng ta thao tác việc quay vlog tốt hơn, và những cái tính năng hỗ trợ việc quay video. ZV1 với giá thành rẻ hơn con RX100 Mark 7 nhá, đấy là một điều mà đáng phải chú lưu tâm. ZV1 thì được rất nhiều người đón nhận và nhiều người nhận xét đây là một cái hướng đi tốt của Sony. Thế nên Sony họ quyết định họ dựa trên cái nền tảng này, họ áp dụng trên những cái con máy họ đã có sẵn. Thế nên mà do vì sao mình đã giải thích là có những con như kiểu như con ZV10 này hay con ZVE1 ấy, nó nằm ở đâu, thì nó chính là Sony họ dựa trên cái công thức này, họ áp dụng lên những cái dòng máy như kiểu full frame và APS-C của họ để tạo ra những cái con máy gọi là phiên bản cắt giảm, rút gọn, bỏ qua những cái tính năng không quan trọng để chỉ tập trung vào việc quay video.
Bên APS-C thì chúng ta có những con như con ZVE10. Có thể coi là một con A64 nhưng mà đã được bỏ đi những thứ không cần thiết để thành một con máy chuyên tâm cho việc quay video, quay vlog. Hay bên full frame sẽ có con là ZVE1. Là một con cơ bản là một con A7S3 nhưng đã được bỏ đi những cái tính năng cần thiết để trở thành một con máy chuyên quay video. Đấy nhá. Đến đây thì anh em có thể đã hiểu mấy con máy này thì nó nằm ở đâu trên cái bảng này. Có thể coi nó là một cái những cái dạng biến thể đặc biệt của con ZV1 thời điểm ban đầu nhá. Thì ZV1 thì cũng từ đấy cũng được nâng cấp lên trở thành những con như kiểu nhà ZV1 Mark 2. Hay gần đây là con ZV1F là một con máy được coi là sự cắt giảm, tối giản đi nữa con ZV1, nó gọi là tối giản của tối giản đấy. Nó được lược bỏ cái ống zoom đá rộng đi để thay vào một con ống fix và thân vỏ rất nhựa để có giá lúc mới bán chỉ khoảng tầm 10 triệu, rất rẻ đấy. ZV1F, một con máy mà phù hợp với các bạn học sinh sinh viên nhá. Ok, thì đây là mình vừa rất là dài dòng nhưng mình đã cố gắng giải thích cho các anh em hiểu một cách nó đơn giản nhất về các cái dòng máy, cái phân khúc máy của Sony. Một hãng máy mà nổi tiếng với việc đẻ con tròn tròn luôn. Mỗi năm toàn cho ra 2 đến 3 bộ máy mới. Rất nhiều. Nên là anh em nào mà chúng ta chưa quen thì hay dễ bị cảm thấy lú lẫn và bị lạc lối trong cái ma trận sản phẩm của Sony. Đây là còn chưa nói đến những cái dòng máy râu ria khác, những dòng máy quay thuộc cái series FX này như kiểu FX30, FX3 thứ này. Còn chưa nói đến những con máy thuộc cái dòng DSLR của Sony như kiểu con A99 các thứ này. Đấy, nên anh em cứ hiểu nhá, Sony là một cái hãng máy máy ảnh sản xuất ra rất nhiều các cái dòng máy phân khúc khác nhau. Mà mình mong rằng là trong cái video thời lượng khá là dài này, nhưng mà mình cũng cố gắng là cụ động nhất có thể để anh em hiểu. Và khi chúng ta đang tìm hiểu một con máy Sony nào thì khi mà xem trong cái sơ đồ này thì chúng ta biết được con máy nó nằm ở đâu nhá, để tránh cái việc là chúng ta không biết, không hiểu rõ máy đấy mà bị có những cái nó sai lầm trong việc mua sắm nhá. Ok, thì nếu như mà anh em cảm thấy video, những cái video giải thích kiểu này hay thì hãy để một like, một sub để chúng mình lại có thêm cái ý tưởng, cái động lực để ra thêm cái video kiểu này ở trên kênh Máy Anh Quốc Nội nhá. Còn nếu anh em có bất cứ những câu hỏi nào hoặc những cái thắc mắc gì cần được giải đáp thì hãy để lại bình luận dưới comment. Chúng mình sẽ cố gắng giải thích cho anh em trong thời gian sớm nhất. Có thể là thời điểm tới mình sẽ thay vì là những cái dòng máy của cái hãng này thì mình sẽ đổi sang phân khúc kiểu ống kính này, hay là kiểu như là mình nói về những cái hãng không phổ biến lắm ở Việt Nam như kiểu Pentax này, Olympus này, hay là Leica, Hasselblad các kiểu. Miễn là nó là những cái chủ đề thú vị, nếu anh cảm thấy nó hay thì hãy cố gắng để lại cho chúng mình những cái động lực để ra tiếp cái video kiểu này nhá. Ok, xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại sau nha. Mình là Hoàng Sơn.